Dung Audi trân trọng kính chào quý khách. Kính chào quý vị các bạn. Dung Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương. Địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Xin giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc Toyota Vios bản G, sản xuất năm 2019. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc Vios G 2019 số tự động, phiên bản cao cấp nhất của Toyota Vios. Chiếc xe này hiện nay đang được bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương. Địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ để xem xe 0855 966 966. Chiếc xe này hiện nay đang được bán với giá tiền 525 triệu đồng. Quý vị có thể tiết kiệm được 80 triệu đồng so với một chiếc xe lăn bánh mới. Chiếc xe này với thời điểm hiện nay, và được giảm thuế trước bạ 5%. Chiếc xe này với mức thuế hiện nay được giảm thuế trước bạ 50%, thì lăn bánh của nó rơi vào khoảng độ tầm 605 triệu đồng. Và chiếc xe này thì quý vị mua xe, chiếc xe này siêu lướt, đi mới có 2 vạn thôi, và quý vị sẽ tiết kiệm được 80 triệu đồng so với một chiếc xe mới. Xe 2019 đăng ký, mới đăng ký được có mấy tháng, đi được 2 vạn. Và trước đây thì chủ xe mua gần là gần 650. Gần 650 ạ. Và bây giờ bán thì cũng lỗ khá nhiều rồi, gần 150 triệu. Còn với mức thời giá điểm hiện tại được giảm thuế 50%, thì quý vị nếu như mua lăn bánh nó rơi khoảng độ tầm 605 triệu đồng và tiết kiệm được 80 triệu khi mua chiếc xe này. Nó có giá là 525 triệu đồng. Vẫn có bớt lọc lá cho bà con lấy may. Bởi vì mua xe tài sản lớn thì ai cũng muốn bớt một chút để lấy may cho nó suôn sẻ. Đây là form dáng của chiếc Vios bản G 2019 như quý Dũng Audi vừa giới thiệu cho quý vị các bạn. Xe thì tất cả đều nguyên bản như mới quý vị nhé. Và hiện nay đang được bán với giá tiền 525 triệu đồng. Xe được trang bị 4 la răng đúc, 4 phanh ABS. Lên đến cái form này thì la răng đã thay đổi các bạn nhé. La răng nó đã cải tiến trông nó đẹp hơn. Đấy, 4 phanh ABS. Rồi là xinh nhan trên gương. Tay nắm cửa thì mạ chrome, ốp mạ chrome. Toàn bộ đèn hậu và đèn pha cũng được ốp mạ chrome, trông rất đẹp luôn. Xe thì form này cũng đã được trang bị giải đèn LED trang trí đây. Rồi đèn bi xe lông siêu sáng. Ngoài ra thì với form mới này thì xe đã được trang bị cân bằng điện tử, chống trơn điện tử ạ. Đây, xe đã được trang bị cân bằng điện tử, chống trơn điện tử. Có hỗ trợ dừng đỗ, cảm biến lùi. Rồi là gương kính chỉnh điện, cụp điện. Vô lăng tích hợp bàn phím. Xe thì mới chạy có 2,2 vạn. Ly lông còn chưa bóc hết các bạn nhé. Ly lông còn chưa bóc hết đây. Vẫn còn ly lông đây ạ. Các cái mặt của đấy. Và xe này thì lên đến đời này cũng đã được trang bị đề ấn nổ start stop rồi. Không phải là dùng chìa khóa cơ nữa mà là ấn nổ start stop. Đây. Rồi có màn hình camera lùi. Và xe được trang bị 7 túi khí. Gồm có một túi khí trên vô lăng, một túi khí đằng trước ghế phụ, và trên cột A, hai bên cột A và bên cột C. Đây ạ. Trang bị 7 túi khí bản G. Có cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, có hỗ trợ dừng đỗ, có đề ấn nổ start stop, có điều hòa tự động. Rồi là ghế da nguyên bản theo xe, màu vàng kem. Đây là ghế da nguyên bản theo xe các bạn nhé. Trần nỉ ghế da. Với cái Vios thì cũng chỉ có những trang thiết bị như vậy thôi. Những cái thiết yếu nhất của một lái xe cần phải có, gồm có gương kính chỉnh điện, cụp điện,
hỗ trợ dừng đỗ, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, màn hình camera lùi, điều hòa tự động, 7 túi khí, la răng đúc, phanh ABS. Hiện nay đang được bán với giá là 525 triệu đồng. Mời quý vị về xem xe, kiểm tra xe và test xe, chạy thử xe trực tiếp tại cửa hàng chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Và số điện thoại liên hệ trực tiếp với cả Dũng Audi 0855 966 966. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra về mặt kỹ thuật của chiếc xe này quý vị nhá. Cái xe thì ngoài hình thức, về ngoài trang thiết bị, ngoài cái nội thất ra, chúng ta phải kiểm tra về mặt kỹ thuật của xe nữa. Thì chiếc xe này là sản xuất năm 2019, xe mới đăng ký được có mấy tháng, đi được có 2 vạn chuẩn luôn, và xe siêu lướt, tất cả nguyên bản, ly lông còn chưa bóc hết. Thì thực chất là về mặt kỹ thuật của xe thì chúng ta cũng thực chất là không cần phải xem. Đây ly lông đấy nhé bạn nhé, ly lông còn chưa bóc hết đây, ly lông bảo vệ còn chưa bóc hết đây. Chúng ta cũng chả cần thiết phải xem nhiều lắm, nhưng mà về nguyên tắc thì Dũng Audi vẫn phải giới thiệu cho bà con. Đây ạ, đây là phần chỉ của cánh phụ. Đây ạ, chỉ của cánh phụ đây. Và phần tai, phần bản lề, tất cả nguyên zin. Tiếp đến là phần chỉ cánh sau bên phụ. Đây là phần chỉ cánh sau bên phụ đây. Phần tai, phần bản lề. Tiếp đến là chúng ta xem đến phần cốp. Thì những đời Vios trước, form cũ thì xe là cốp vẫn là cốp cơ các bạn nhé, phải mở bằng cơ. Nhưng mà lên đến đời này thì đã có nút điện rồi. Chúng ta có cái nút điện đây, chúng ta chỉ bấm nút điện đây thôi. Đây ạ, để mở thì chúng ta chỉ việc bấm nút điện thôi. Đây. Và trên chìa khóa, trên chìa khóa cũng có nút mở điện quý vị nhé. Cho nên là rất dễ dàng cho chúng ta, cũng tiện cho chúng ta nữa. Đây ạ, phần đây là phần chỉ, phần đinh tán này, phần của cốp này. Đây ạ, cốp đây ạ. Ngoài ra thì chủ xe cũng đã được trang bị cái này, thì cái nhựa, đây nhựa để bỏ đồ cho nó khỏi bị thấm nước. Đây, đây lớp nỉ còn nguyên như mới các bạn nhé. Đây, la răng dự phòng. Phần tôn đây các bạn nhìn thấy phần tôn, tất cả còn nguyên si như mới. Tiếp theo là phần chỉ của cốp. Đây ạ, đây là phần chỉ cốp các bạn nhé. Phần chỉ cốp đây. Đây là phần chỉ cốp. Trời thì Hải Dương đang mưa, cho nên là đây ạ, phần chỉ cốp. Tiếp đến là phần chỉ của cánh sau bên lái, phần tai và phần bản lề. Còn đây là phần chỉ của cánh lái đây ạ. Tai và bản lề đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ đi đến phần đầu của chiếc xe. Đây là phần đầu của chiếc xe. Thì các bạn nhìn thấy, đầu tiên các bạn nhìn thấy ốc capo còn nguyên zin chưa mở này. Đây là phần chỉ của cốp này, à chỉ của capo này. Capo còn nguyên zin chưa mở, chỉ của capo đây. Thứ hai nữa là chúng ta xem đến phần tai. Đây ạ, phần tai đây. Còn nguyên si, ủ giảm sóc, đinh tán này, keo nhà máy này, phần răng này. Đây, phần răng trên này, phần răng dưới này. Đấy, phần sắt si này. Đây sắt si đây. Đấy, tất cả còn nguyên si. Bên này cũng vậy.
chúng ta có thể ngó qua phần tai. Đấy còn nguyên là phần cụm giảm sóc này. Đây ở đinh tán này, keo của nhà máy đây. Đấy, phần răng trên này, đây là phần răng dưới này. Răng này. Rồi là răng trên này. Đây phần, đây là phần răng két nước này. Rồi là phần sắt xi. Đầu răng tất cả còn nguyên xi. Sau khi mà kiểm tra phần thân vỏ thì chúng ta sẽ kiểm tra đến phần động cơ. Thì quý vị có thể nhìn thấy động cơ của chiếc xe này thì là sạch sẽ, khô ráo, không bị chảy dầu, chảy mỡ. Là thứ nhất, xe chỉ có vết bụi của thời gian thôi. Đấy. Và thứ hai nữa là các bạn có thể nhìn thấy rất đơn giản, các bạn nhìn thấy tất cả các con ốc từ to đến nhỏ, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tất cả còn đều nguyên xi. Chưa mở bất cứ một con ốc nào. Các bạn nhé, chưa mở bất cứ một con ốc nào. Vậy là một chiếc Toyota Vios bản G số tự động, sản xuất năm 2019, màu vàng cát, nội thất màu vàng kem. Được trang bị 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, cảm biến lùi, camera lùi, gương kính chỉnh điện, cụp điện, vô lăng tích hợp bàn phím, cân bằng điện tử, chống trơn điện tử, hỗ trợ dừng đỗ, điều hòa tự động, 7 túi khí, keo chỉ zin, máy số zin, hiện nay đang được bán với giá tiền 525 triệu đồng. Mời quý vị về xem xe, kiểm tra xe và test xe, chạy thử xe trực tiếp tại cửa hàng chợ ô tô số 1 Hải Dương, địa chỉ 14.3 Đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ trực tiếp với Dung Audi 0855 966 966. Và bà con cũng đừng quên bấm vào đăng ký kênh. Hãy bấm vào đăng ký kênh để nhận được tin nhắn thông báo mỗi lần Dung Audi có xe mới, mỗi lần Dung Audi có video mới, cũng như là các buổi phát sóng trực tiếp, trò chuyện tương tác trực tiếp với bà con để tư vấn cho bà con kỹ hơn, hiểu hơn về ô tô. Bà con hãy bấm vào đăng ký kênh để nhận được tin nhắn thông báo. Và chỉ việc bấm vào tin nhắn thôi sẽ xem được luôn, không phải tìm kiếm. Và cũng không sợ là bị xem những video cũ. Luôn 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 là những tin nhắn mới và video mới. Dung Audi xin trân trọng cảm ơn. Và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Dung Audi trân trọng kính chào quý khách.